Production. Cảm ơn trời đã ban cho con có một người mẹ hiền vĩ đại. Tuổi đời 17 ăn chơi lêu lỏng, con chưa bao giờ suy nghĩ lại. Lời hay ý đẹp mong con đang nhìn chưa bao giờ con nghe và thực hiện. Con chỉ muốn nghe hai từ tha thứ nhưng bây giờ sẽ trở thành hiện thực. Hình ảnh mẹ hiền dạy nắng dầm mưa mãi mãi khắc sâu trong ký ức. Mong con sau này có cuộc sống tốt, muốn con nên người có tri thức. Nhưng thằng con hư luôn bỏ ngồi tay khiến cho mẹ buồn và thất vọng. Cuộc sống không khó khiến con luôn hỏi tại sao ông trời quá bất công. Cuộc sống hỗn độn đã khiến thằng con của mẹ thay đổi đi rất nhiều. Tập tành cà phê cho đến rượu chè trở thành một thằng con bất hiếu. Và theo điệu beat và dòng cảm xúc, con có thể viết ra một bài nhạc. Đó là những lời mà con muốn nói chứ không đơn giản là một bài hát. Vì bài nhạc này con viết ra để dành riêng cho mẹ. Mượn điệu beat buồn để con nhận lại tất cả lỗi lầm lâu nay cho nhị vơi bớt đi nỗi hối hận mà bấy lâu nay con ấp ủ. Con chỉ mong mẹ hiểu được, đối với con là rất lỗi. Nước mắt mẹ nhiều lần tuôn rơi, mẹ hiền ơi con xin lỗi mẹ. Đến bây giờ con mới hiểu ra con đã sai. Trái tim mẹ tràn đầy tình thương, phần làm con xin ghi nhớ. Chỉ mong sao mẹ thứ tha cho con mẹ ơi. Rồi đến một ngày khi nghe được tin là mẹ hiện đang lâm bệnh, nhau vẫn đi làm đứa con ăn học mẹ quên đi cả bản thân mình. Bây giờ hồi học thì cũng được gì khi mà mẹ không còn mạnh khỏe. Khối u trên não còn chưa phẫu thuật nhưng mẹ vẫn cố gắng mạnh mẽ. Gánh nặng gia đình là thằng con hư nó vẫn luôn là một trở ngại. Con chỉ muốn mẹ luôn được mạnh khỏe, mong mẹ được tươi cười trở lại. Cảm thấy hồi học chỉ biết xin lỗi vì bấy lâu nay con lỡ dại. Để khiến hàng mi của mẹ ướt đẫm đêm đến lại nghe tiếng thở dài. Ông trời ơi xin nói tôi nghe sao quá bất công với mẹ tôi. Xin ông một lần lắng nghe tôi, đừng để thời gian dần dễ trôi. Vòng tay của mẹ thật là ấm áp, chịu bao gian khổ trở che tôi. Cho mẹ bình an trở về bên tôi, những lời mẹ dạy tôi nghe rồi. Mẹ vẫn đi làm tàn tạ sớm hơn cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Những đứa con hư cãi lời cha mẹ cũng giống như chậu hoa mất chủ. Cành hoa khô héo dễ bị rơi, mặc cho có gió có thổi nhẹ. Thông điệp cuối cùng trong bài hát này con chỉ muốn nói xin lỗi mẹ. Nước mắt mẹ nhiều lần tuôn rơi, mẹ hiền ơi con xin lỗi mẹ. Đến bây giờ con mới hiểu ra con đã sai. Trái tim mẹ tràn đầy tình thương, phần làm con xin ghi nhớ. Chỉ mong sao mẹ thứ tha cho con mẹ ơi. Production.